Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Nam Thái TV trong hành trình khám phá 63 tỉnh thành của Việt Nam. Hiện tại mình đang ở thành phố Nha Trang và địa điểm hôm nay mà chúng ta sẽ khám phá đó là tháp bà Ponagar. Đây là một điểm du lịch tâm linh mà chúng ta không nên bỏ qua khi đến với thành phố Nha Trang đúng nhá. Ngôi đền tháp này nằm ở trên một con đồi ở cửa sông Cái, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía bắc, là một trong những ngôi đền linh thiêng của người Việt và người Chăm. Đây là một khu vực có kết cấu rất đặc biệt và nó là một trong những tháp Chăm đẹp nhất của Việt Nam còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nhìn từ trên cao xuống thì chúng ta có thể thấy ở đây được phân làm 3 phần rõ rệt. Phần đầu tiên chính là phần tiền đình, nơi có những hàng cột ở phía bên dưới kia. Bên trên là khu vực đền tháp với 3 tháp trước và 3 tháp sau. Tuy nhiên sau nhiều thế kỷ thì 2 tháp ở phía sau đã bị hỏng, đến hiện tại chỉ còn 3 tháp trước và 1 tháp sau. Vậy ý nghĩa của những ngôi đền tháp này như thế nào? Nó thờ ai? Và đến đây thì chúng ta cầu ước gì? Mời các bạn đi theo mình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn ở ngôi đền tháp này nhé. Hello anh em, đây là di tích Tháp Bà. Và đến đây thì sẽ có khu gửi xe ở phía bên trên dành cho xe máy và xe đạp điện trên này. Đây là một khu vực tham quan trung tâm này, nó rất là đông khách. Hoa cau đẹp trên này, quả cau đỏ. Đây miễn phí không phải miễn phí. Sao lại có cái biển ở kia? Giá vé 22.000 một lượt. Mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Ở đây thì phải mua vé. Ở bên kia có một cái lối, nó ghi là lối đi miễn phí, mình cũng chưa biết nó như nào cả. Chú ơi, cái lối đi miễn phí ở bên dưới trong không có biển. Lối đi miễn phí là như nào đấy? Cái lối đi miễn phí đó là những người nằm trong diện được miễn phí. Cái thứ nhất là người địa phương, quân nhân tài ngũ, chất độc màu da cam, thương bệnh binh, người có công. Đó là những trường hợp là miễn phí, còn ở những ngoài trường hợp đó ra mua vé. Cảm ơn nhá. Ai nằm đó. Sau khi bước vào cổng thì chúng ta sẽ gặp khu vực tiền đình. Khu vực này có tên là Mandapa. Nó có kết cấu với 4 hàng cột được xây bằng gạch nung, bao gồm 10 cột lớn ở phía trong và 12 cột nhỏ hình bát giác ở phía ngoài. Các nhà khoa học cho rằng đây là kiến trúc hở, tường bao, có mái che bằng các vật liệu nhẹ. Vì thế ở trên mỗi cột lớn tương đương với các chiều cao ở cột nhỏ đều có các lỗ mộng. Trải qua thời gian hiện nay không còn dấu vết của mái che Mandapa nữa, và họ cũng cho rằng đây là nơi các tín đồ sẽ chuẩn bị lễ vật trước khi dâng lên tháp ở phía bên trên kia. Các bạn có nhìn thấy những bậc đá nhỏ ở phía trên kia không? Để đi dâng lễ lên các phần tháp ở phía trên, các tín đồ phải đi qua các bậc thang rất dốc và nhỏ ở phía kia. Họ gần như phải bò bám vào các bậc thang phía trên để không bị ngã ra sau. Khi xuống thì phải đi lùi, bởi vì họ cho rằng không được phép quay lưng lại với thần linh ở phía trên. Về sau này, con đường này đã được thay thế bằng một con đường khác lớn hơn ở phía bên trái. Bây giờ thì mời các bạn theo chân mình, chúng ta sẽ cùng đi lên trên kia và vào khu vực đền tháp nhé. Con đường mới được xây dựng dành cho khách du lịch thì rất to, rộng và rất là đẹp. Chúng ta sẽ vượt qua gần 100 bậc thang để lên về phía tầng trên của tháp. Phía trên này thì chúng ta sẽ thấy 3 ngọn tháp phía trước và một ngọn tháp phía sau. Tháp nhỏ nhất chúng ta đang nhìn thấy là tháp phía đông nam, bên cạnh là tháp giữa, và tháp lớn nhất ở phía trong đó là tháp chính. Có một lưu ý trước khi các bạn vào thăm chi tiết của từng tháp, đó là khi vào trong tháp các bạn sẽ để giày dép ở ngoài, mũ, nón cầm ở tay. Những bạn nào mặc quần đùi và áo sát nách thì chúng ta sẽ có khu để mượn đồ ở phía trước mặt chúng ta đây. Ở khu vực này mượn đồ là miễn phí. Sau khi xong các bạn nhớ trả lại đồ nguyên vẹn cho khu di tích nhé. Ngôi tháp đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là tháp chính. Tháp cao khoảng 23 m. Nó được xây dựng vào khoảng năm 813 đến năm 817 và trải qua rất là nhiều biến cố lịch sử. Tháp được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 11. Ngôi tháp chính này thờ nữ thần Ponagar, người Việt thì thờ Thiên Y Thánh Mẫu. Người dân đến đây thì thường cầu bình an và may mắn. Khi vào trong thì chúng ta sẽ thấy hai bức tượng, đó là hai người con của Thánh Mẫu. Ở bên phải là hoàng tử Chí và bên trái là công chúa Quý. Phía giữa chúng ta sẽ thấy một bức tượng, đó là bức tượng thờ Thánh Mẫu. Do ảnh hưởng bởi tín ngưỡng của người Việt nên hiện nay khi các bạn đến đây sẽ thấy bức tượng được khoác sơ mi bên ngoài, hai bên sẽ là ban thờ của cô và cậu. Theo những tấm bia được khắc ở đây giới thiệu về ngôi đền này, vào năm 918 bức tượng thờ này được tặng hoàn toàn bằng vàng, nhưng năm 950 bức tượng đã bị quân Khmer cướp đi. 15 năm sau, tức năm 965, vị vua Indra Vaman đã cho xây dựng bức tượng này bằng đá hoa cương và được giữ cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên vẫn chưa hết, vào đầu thế kỷ thứ 20, người Pháp đã đến và lấy đi đầu và hai tay. Hiện nay đầu của bức tượng này được phục chế bằng gỗ. Rất là ly kỳ đúng không các bạn? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tháp thứ hai, đó là tháp giữa. Tháp này thì thờ thần Sinva, vị thần hủy diệt tất cả những điều xấu xa và tạo ra những điều tốt đẹp ở tương lai. Người Việt thờ chồng của Thánh Mẫu, nên nếu ai chưa có con thường đến đây để cầu con cái. Tháp cao 18 m và có quy mô lớn thứ hai trong toàn bộ tổng thể kiến trúc ở khu vực đền tháp, và tháp này có niên đại ở thế kỷ thứ 13, tức là sau tháp chính 2 thế kỷ. Kế bên tháp giữa là tháp Đông Nam. Người Chăm thờ thần Skandha, con của thần Sinva, và là vị thần tượng trưng cho sức mạnh và chiến tranh. Người Việt thì thờ ông bà Tèo, được cho là cha mẹ nuôi của Thiên Y Thánh Mẫu. Chính vì thế người dân đến đây để cầu cho cha mẹ mình có nhiều sức khỏe và bình an. Ở phía đằng sau chúng ta sẽ thấy còn một ngôi tháp nhỏ khác. Tháp này người Chăm thờ thần Ganetha, còn người Việt thì thờ hoàng tử Chí và công chúa Quý, nên người ta thường đến đây để cầu cho con cái họ được bình an, no đủ, hạnh phúc, sum vầy. Tháp này cao 9 m và là ngôi tháp nhỏ nhất và còn nguyên vẹn kiến trúc nhất ở trong khu đền tháp, và nó có niên đại vào thế kỷ thứ 13. Bên cạnh nó các bạn có thể nhìn thấy 4 bia đá. 4 bia đá này được gọi là bia ký, và nó ghi lại lịch sử xây dựng của các công trình có liên quan đến vùng đất này. Chúng ta sẽ quay lại về khu tháp chính. Ở đây sẽ có những tiết mục văn nghệ do những bạn gái ở khu vực Ninh Thuận biểu diễn. Chú ơi, ở chỗ này thì mấy giờ là có biểu diễn hả chú? Nó có cố định theo giờ không hả chú? Ừ, đúng rồi. Không có cố định. À, không cố định. Không có. À. À, tức là có khách đông ở đây thì là bắt đầu biểu diễn. Có một điểm khá thú vị nữa ở khu vực đền tháp này, đó là các bạn có thể nhìn thấy những viên gạch ở đây. Chúng được xếp chặt với nhau. Theo các nhà nghiên cứu thì ở đây họ không dùng vôi vữa, mà họ dùng những phương pháp đặc biệt. Có rất là nhiều giả thiết được các nhà khoa học đưa ra. Tuy nhiên, giả thiết hợp lý nhất cho đến thời điểm hiện tại được nhiều nhà khoa học công nhận nhất, đó là giả thiết của một người khoa học ở Pháp. Họ cho rằng các ngôi tháp ở đây được xây dựng bằng phương pháp mài chậm. 2 viên gạch được mài ma sát với nhau, sau đó kết dính lại bằng một loại nhựa cây gì đó, và họ cứ mài từng viên gạch như thế đến khi xây dựng xong cái đền tháp này. Các bạn có thể tưởng tượng cái khoảng thời gian bỏ ra nó phải lâu như thế nào, bởi vì mỗi ngôi tháp ở đây có nơi dày đến 2,5 m, và từ bên dưới đến trên đỉnh nơi cao nhất là 23 m. Rất là mất thời gian đúng không mọi người? Đó là toàn bộ những gì mình đã tìm hiểu được về khu đền tháp này. Còn bạn cảm thấy khu đền tháp này thế nào? Có đáng để các bạn di chuyển đến đây để quan sát hay không? Và ở khu đền tháp này còn rất nhiều những bí ẩn khác. Mời các bạn hãy tự mình đến đây và khám phá nó nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Nếu video này mang lại những thông tin hữu ích cho bạn thì mong là các bạn sẽ ấn nút đăng ký và ấn nút like để Thái có thêm động lực để làm những video tiếp theo nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở địa điểm tiếp theo của Nam Thái TV nhé.